Và tiếp đến thì nhà nghiên cứu Kim Quang Minh sẽ hát những bài hát mà chúng ta vô cùng thú vị. Đấy, thú vị là chú Trần Minh Hồng. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, cháu vừa nhận một thông tin rất là đặc biệt. Chị Vân Anh chính là cháu ruột của chú Trần Minh Hồng. Dạ vâng, và có một bài thơ được mang tên là Mai Em Đi Cùng Anh. Thì cái bài thơ này được bác Trần Minh Hồng sáng tác trong những năm bác vào chiến trường Việt Nam. Dạ vâng, rất là tình cờ và cái bài thơ này đã được chuyển ra miền Bắc, và trong cái thời gian đấy thì cô Trần Thị Trung chính là em gái ruột của chú Trần Minh Hồng, cô đã dạy dặn cho chị Vân Anh bài thơ này, và tưởng tượng rằng là lúc đấy thì tuổi đời còn rất là nhỏ. Sau khi vào sau này thì khi chị Vân Anh lập gia đình và có ba em thì ba em rất là thích thơ của ông, và cũng đã từng thuộc rất nhiều các bài thơ. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì không có nghĩa đến gì khi chị Vân Anh chị sẽ lên trên sân khấu này và sẽ đọc lại bài thơ Mai Em Đi Cùng Anh để cho mọi người kiểm chứng xem rằng là cái thông tin đấy có phải là có thông tin xác thực không ạ. Dạ vâng, em xin được mời chị Vân Anh, chị đã lên sân khấu. Việt Nam. Dạ vâng, cháu xin được mời chú Kim Quang Minh. Dạ vâng, chú Kim Quang Minh, chú sẽ lên sân khấu và chia sẻ đôi lời, cũng như là chú dành món quà tinh thần dành cho chú Trần Đình Hồ cũng như tất cả quý vị ở đây trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được mời chú.
Hôm nay tôi rất là vui mừng và phải nói rằng anh Trần Minh Hồ đối với tôi là một người anh mà luôn mang đến cho tôi những sức trẻ. Nói như anh Tạo, tức là anh Hồ là sẽ mỗi khi anh đến uống và nói chính là đến ăn hay là ăn vạ, nhưng mà được anh ăn vạ thì rất là sung sướng. Bản thân tôi thì là đã được anh đến ăn vạ ở nhà và thích nhất là anh đến ăn vạ ngay hôm qua. Và những cái khoảnh khắc ấy là những lúc được nghe cặp thơ. Và đề nghị nhóm anh Hồ uống canh nhá. Đầu tiên là anh Tạo này, xong đến cái ông Nhạc này, xong rồi đến một bác nữa, đến bác Hồ nào, uống nhanh nào. Thơ của anh Hồ, đối với tôi thì tôi có thể nói tôi cũng là một người rất thuộc thơ của anh Hồ. Và mỗi một khúc thơ của anh Hồ đều mang đậm tính triết lý, nhưng đồng thời rất là hóm hỉnh. Nhưng mà nãy anh có đọc một cái đoạn về là nếu như không thơ, không rượu, đời còn mấy kẻ tìm nhau. Thì ngay như trong cái khúc ở trong Nhạc Quanh Lý Bạch của anh thì là có câu là nói đến cái đạo uống rượu, tôi thấy rất hay là cất chén mời vầng sáng uống. Bởi vì vầng sáng là không biết là đèn hay là mặt trời, mặt trăng, nhưng mà khi người say thì anh chỉ biết đấy là vầng sáng. Cất chén gọi vầng sáng uống, buồn xưa sợ không lối về, uống cho sao trời dùng hết, chỉ còn ta với Sơn Khê. Thì thơ của Trần Đinh Hồ tôi hay gọi là lão, thì đối với tôi là lão rất là dễ thương. Và đến khi mà mình đến Yên Tử thì mình cũng chợt nhận ra là bốn câu của lão, chẳng hạn như là để nói về vua Trần Nhân Tông khi mà nói về Thượng Hoàng. Thế thì làm lão Hồ xong việc chưa? Thì những khúc của anh Hồ viết về Trần Nhân Tông là những cái khúc mà tôi nghĩ rằng là một nhà thơ rất uyên bác mới có thể viết được những điều như thế, và rất chịu đọc và có thể nói cả những chiêm nghiệm cuộc đời. Quét lưới dọc bể đông, tự ngấm trầm lơn sóng, một ngày đến bệ rồng, thấy rồng không là cá. 21 tuổi làm vua, thấy mình là thiên hạ, dẹp đặt dựng Thái Bình, đời hỏi còn chi lạ. 40 tuổi lên đây, xuống tóc hóa ngàn tuổi, ngọc tỷ chửa rời tay, đã xem như đá cuội. Và cũng nói đến thơ của anh thì cũng rất là nhiều, và tôi cũng được hân hạnh một lần để vẽ tặng anh Hồ một cái bìa của tập thơ gọi là Thơ Gửi Cho Thơ. Mà suy đi cho lại thì chỉ đúng là một cảnh lau để thay cho cái lời nhắn gửi của anh. Mà nói nhiều quá rồi thì tôi xin phép là chân tôi chưa để bây giờ là hát một bài đây. Em ơi, now.
tiếng réo tình đọc cái đoạn mà rời đất dạy cho chúng ta cái gì.
đấy nếu anh vượt, còn nếu không thì tùy anh thôi. Nhưng tôi thích nhất là rời đất. Cái lá dạy chúng ta cái gì, hạt bụi dạy chúng ta cái gì, thằng kẻ cướp dạy chúng ta cái gì, và một người tử tế nhất dạy chúng ta đi. Đấy là thơ Hoàng Tử Cấm. Lắng đọng để đến lăng mạch, chứ không phải lắng đọng để xung cống. Đấy là thơ Hoàng Tử Cấm. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, trước hết là hôm nay ngày vui của ông anh tôi, anh Trần Đình Hồ. Tôi xin tiết lộ điều nhỏ, thực ra là tôi và anh Trần Đình Hồ tức là đã quen nhau hai gia đình ấy. Chúng tôi chơi với nhau, đã chơi cả gia đình từ năm 1975. Mà như vậy là hồi đấy là tôi là như vậy là còn vừa đáp phải bộ đội vào cải tiến quản lý ở Sài Gòn. Và anh Trần Hồ lúc đấy là trưởng ban thơ của văn nghệ giải phóng. Thì như vậy là anh Đỗ Chu Như Hiểu. Tôi nhớ cũng nhầm đấy là vào khoảng tháng 3 1976. Và từ đấy đến nay đấy, hai gia đình chúng tôi là vẫn chơi nhau như thế luôn luôn và mãi mãi là như thế. Còn nhân hôm nay như vậy là nghe được những bài thơ phổ nhạc của thăng anh ở Trần Đình Hồ, và để đáp lại thiện tình ấy, tôi xin trích đọc một đoạn thơ trong trường ca mới của tôi tên là Long Mạch. Đoạn thơ này nó cũng ngắn thôi, tôi xin đọc tặng tất cả mọi người. Học tre xanh cách dựng thành xây núi, học suối sông cách giữ nước mở nguồn, học hoàng hôn cách trốn khỏi nỗi buồn, học chân trời cách nuôi nấng những giấc mơ, học cha ông cách tiêu tán nỗi đau tụ máu, học đàn chim cách giảm hàng ngang trở lại bầu trời, học mẹ cha cách đói ghét niềm tin, học đá cách lặng im, và học biển sau cuồng biên yên lặng xót lại xa hơi một chấm buồn, không sớm và không muộn, trời trong thì đất phẳng, nắng đọng có mưa tuôn, sớm nắng cởi lên chiều buông mưa xuống, mang dòng chảy chờ ngọn nguồn đầy mình, ngày đi đêm đi chúng mình đi, nước mắt chắc ước vọng nuôi núi sông dày thì. Xin cảm ơn.